Xin chào các cô, các anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu mọi người đây chính là hộp đông trùng hạ thảo nhân sâm Hàn Quốc dạng viên. Một hộp này gồm có 30 viên được đóng vào trong hộp gỗ. Đó. Rất là cẩn thận, rất là đẹp. Đó. Chất lượng của nó thì chắc chắn là không thể chê vào đâu được rồi. Đây, bên ngoài là có một hình của ông quan Hàn Quốc. Hãng Kangwa Health Royal Condiceps Military Pill Gold 3,75g một viên. Là bên trong hộp này có 30 viên. Đó. Quá hình con rùa. Đông trùng hạ thảo nhân sâm Hàn Quốc, hộp gỗ, loại 30 viên, được nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, có thành phần chủ yếu là đông trùng hạ thảo, nhân sâm kết hợp với những loại thảo dược quý, tạo nên sản phẩm đặc biệt được sản xuất bởi những bàn tay tài hoa của nghệ nhân xứ Hàn. Sản phẩm này đã được nhiều năm nay, nhiều người tin dùng nhiều năm nay và lựa chọn làm sản phẩm chất lượng mang giá trị cao quý đối với sức khỏe con người khắp nơi trên thế giới. Cái viên uống đông trùng hạ thảo này thì nó có công dụng rất tốt đối với người thường xuyên mệt mỏi, người đang phục hồi sức khỏe sau ốm, người đang bị điều trị bệnh, người cao tuổi. Nhìn rất là giống cái viên an công ngưu đúng không? Rất là đẹp. Trong này có một viên. Mọi người, các cô các bác anh chị muốn xem chi tiết sản phẩm thì vui lòng truy cập vào website royalplaza.vn hoặc vào Facebook Royal Plaza sức khỏe cho mọi nhà, hoặc đến trực tiếp địa chỉ bên em tại 264 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Hotline 0961 936 536. Em xin thành cảm ơn.